Như trong bài hôm trước, chúng ta đã tạo được cơ sở dữ liệu, chúng ta đã nhập liệu được. Và cái cách tạo cơ sở dữ liệu của chúng ta là chúng ta tạo bằng lệnh. Tại sao mà chúng ta không tạo bằng cách là re-a, click chuột phải, re-a bên này, tạo từng cái click chuột, mà chúng ta phải tạo bằng lệnh các bạn? Khác nhau gì? Khác nhau gì nào? Như vậy thì nếu như giả sử các bạn có một cái database, các bạn tạo bằng tay, thì các bạn cũng có thể lấy cái cơ sở dữ liệu đó ra, gửi đến một cái máy khác, cái chắc nó vô thêm và tháo và ráp được. Nhưng mà với một cái phần mà mình sửa lại cơ sở dữ liệu cho nó nhanh, mình thay đổi, ví dụ mình thay đổi kiểu dữ liệu nè, mình thay đổi tên trường nè, thay đổi tên bảng nè, thay đổi liên kết nè, tất cả mọi thứ mình có thể thay đổi một cách nhanh chóng khi mà mình code bằng lệnh, và mình có thể copy ra để nó tạo thêm một cái bản mới ngay tức khắc. Và nói chung khi các bạn code thì các bạn sẽ chủ động quản lý được cái cơ sở dữ liệu của mình. Và khi mà các bạn chuyển đi thì đối với lại cái file, thôi dưới không có nói chuyện nữa rồi. Đối với lại cái file này mình chuyển đi, nó ở dạng test thì nó cũng dễ. Và sau khi mình có cơ sở dữ liệu xong thì chúng ta, các bạn ở dưới các bạn sửa lại giúp cho thầy quản lý dự án số thứ tự tên. Còn thầy ở đây là thầy để là quản lý dự án. Thầy đổi cái này lại, thầy để là quản lý dự án thôi. Còn các bạn ở dưới là đổi thành quản lý dự án số thứ tự và tên. Thực thi, chúng ta đã tạo ra một cái cơ sở dữ liệu mới. Cơ sở dữ liệu của chúng ta là quản lý dự án ở đây. Và trong quản lý dự án này chúng ta đã có 4 bảng. 4 bảng. Và dữ liệu của nó chúng ta có thể nhìn ở đây, và các bạn chọn select. Và nhìn ở phía trên này giúp thầy. Đây các bạn nhìn ở trên này nhé. Nó để là select sao from quản lý dự án chấm dự án. Nếu như mình hiểu được từ tiếng Anh thì mình có hiểu được câu lệnh này, câu query này nó đang muốn làm gì. Mình dịch ra tiếng Việt coi. À, chọn tất cả từ cái bảng dự án trong trong cái data quản lý dự án đó. Như vậy thì các bạn thấy là mình dịch cái câu này cũng rất là dễ. Tất cả là cái gì? Tất cả là không phải là cái hàng dọc xuống các bạn, mà tất cả ở đây là mã dự án, tên dự án, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thì chúng ta gọi là tất cả. Vậy thì mình có thể copy lại cái câu lệnh này, mình làm khác đi một tí được không? Ví dụ như chỗ này cũng là chọn trong dự án, nhưng thầy chỉ chọn mã gạch dưới dự án. Được không? Phải tên dự án. Thầy chỉ chọn hai cái thôi, mã và tên. Và thầy thực thi câu lệnh này. Một là các bạn bôi đen, hai là ở trong này nó sẽ cho các bạn là execute cái câu lệnh mà ngay tại con trỏ đang đứng. Nếu như mà các bạn chỉ thực hiện một dòng thôi thì không cần phải bôi đen, và chúng ta sẽ thực thi ngay tại con trỏ đang đứng. Và lúc này các bạn sẽ thấy gì? Mã dự án, tên dự án. Được không? Dễ hay khó? Cực dễ luôn. Câu lệnh đầu tiên, chọn tất cả từ bảng dự án trong quản lý dự án. Nếu các bạn ghi theo cấu trúc như thế này thì cho dù cái database này nó không được chọn, nó vẫn lấy được dữ liệu. Đường dẫn này gần như là đường dẫn tuyệt đối. Còn nếu như bạn bỏ cái này đi
bạn có lấy được dữ liệu không? Tùy. Tùy. Tùy cái gì? Nếu trong trường hợp này thì vẫn lấy được dữ liệu. Lý do là quản lý dự án đang là database được chọn hiện hành. Thì bạn chỉ cần chỉ ra from dự án là đủ, không cần đến database. Thì cái đường dẫn này chúng ta gọi là tương đối. Đường dẫn tương đối ha. Chỗ này là chúng ta có đường dẫn tương đối. Vậy chúng ta sẽ làm tiếp cái gì ở trong cái bài này? Trong câu lệnh của chúng ta thì câu lệnh select này nó có khá nhiều lựa chọn. Và lúc nãy chúng ta đã chọn gì rồi? Select from. Chúng ta chỉ mới dùng đến hai từ khóa này thôi. Hai từ khóa. Và ở trong này nó sẽ có một cái lựa chọn nữa. Ha, lựa chọn nữa. Nếu như các bạn không đưa lựa chọn vào, các bạn nhìn cách để đọc cấu trúc. Chỗ này người ta để trong dấu ngoặc vuông. Vậy có thể là có thể bỏ qua. Vậy lúc nãy mình có hay là bỏ qua? Bỏ qua. Bỏ qua tức là mình trả về tất cả. Vậy thì ở chỗ cái distinct này nó là cái gì? Mình sẽ quay trở lại ở chỗ lúc nãy lệnh của chúng ta. Bây giờ mình xem thử có gì trùng. Ví dụ như là cái bảng nhân viên, bảng phòng ban, bảng quản lý dự án. Bảng quản lý dự án. Đây, chúng ta có dự án 1, dự án 1, dự án 1. Thấy trùng không? Trùng không? Trùng nè. Được không? Như vậy thì ở phía bên trên này mình chọn là select sao from quản lý dự án, dự án. Ok. Trùng. Như vậy bây giờ mình sẽ select mã dự án. Chạy cái dòng này thôi. Ba cái mã dự án giống nhau. Như vậy rõ ràng là đang trùng nè. Vậy chúng ta chỉ cần lấy gì? Chỉ cần lấy gì? This thing. Thì chúng ta chạy lại. Chuyện gì xảy ra ta? Một cái. Vậy thì câu hỏi chỗ này, khi nào thì mình query kiểu này? Trong này mình có bao nhiêu dự án? Hồi nãy mình thấy có bao nhiêu dự án? Trong này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổng cộng có 6 dự án. Và cái chỗ này, cái bảng mà quản lý dự án này nè, là nó nói lên cái gì? Những dự án đã được triển khai. Những dự án đã được triển khai. Ví dụ dự án 1 có nhân viên 1 tham gia vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 3. Tổng số giờ là 300 với vai trò là dev. Cũng dự án 1 7 nhân viên, là nhân viên có mã là 7 tham gia ngày. Được chưa? Ví dụ bây giờ chỗ này mình sẽ thêm vô. Mình sẽ thêm vô. Đó. Mà mình thêm dữ liệu vào. Giả sử như chỗ này mình thêm dữ liệu vào ở đây. À, dự án 002. Dự án 002. Nhân viên của mình, mình coi thử là có nhân viên mấy. Nhân viên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ thêm dự án 002
Ví dụ như là nhân viên 2 sẽ start lúc 2023 tháng 01 ngày 03. Rồi kết thúc. Kết thúc là 2023 tháng 03 03. Giá trị này mình có thể để null. Giá trị này mình có thể để null. Ví dụ như là Tết. Tờ. Ok. Tết tờ. Như vậy mình đã có được, mình đã có được dữ liệu cho cái bảng quản trị dự án. Được không? Apply. Apply. Rồi thêm, thêm được một, một dự án đang đang thực thi. Đây dự án 02. Như vậy, giả sử mình hỏi là đã có những dự án nào đang được triển khai? Nghe kỹ câu hỏi ha. Đã có những dự án nào đang được triển khai? Và cho tôi xem cái mã dự án đó. Như vậy thì chỗ này mình sẽ select gì? Select mã. À, mã dự án. Chỗ này mình để như thế này nó dễ nè. Nếu như mà các bạn gõ mã thì nó không hiểu là đang tìm cái gì. Cho nên các bạn sẽ là sao. Sau đó from. From. From cái gì? Quản lý dự án chấm quản lý dự án chấm phẩy và quay trở lại sửa chỗ này mã dự dự án. Bởi vì trong cái bảng mà quản lý dự án thì nó có hai cái chữ mã là mã dự án và mã nhân viên. Như vậy mình get được mã dự án. Nó sẽ chính xác nếu mà mình không nhớ. Còn không thì các bạn nhớ thì các bạn gõ chính xác. Như vậy mình có gì? Dự án 1, dự án 2, dự án 1, dự án 1. Nhưng mà mình đang muốn nói gì? Cho tôi biết có bao nhiêu dự án hoặc là những dự án nào đã được triển khai. Như vậy mình nhìn trong này có mấy dự án. Nhưng mà nó cho mình mấy record. Như vậy không phải là cái mình cần. À, với cái mình cần thì mình phải làm gì nữa? À, đúng rồi. Mình sẽ cho nó là không trùng lập. Không trùng lập. Vậy mình đã get ra được cái dữ liệu cần thiết. Có hai dự án đang triển khai. Hoặc là hai dự án đã triển khai. Như vậy cái chỗ này mình đang lọc với điều kiện không trùng lập. Thấy hiểu mục đích chưa? Khi nào mình cần thì mình dùng. Chứ hỏi thầy ơi khi nào dùng, thầy không trả lời được. Chỉ khi nào cần thì dùng. Cần là gì? Mình loại bỏ những cái dữ liệu trùng. Vậy khi nào loại bỏ dữ liệu trùng? Thì trường hợp này nè. Tức là mình chỉ cần là có những dự án nào đã được triển khai. Nếu như mà mình không bỏ dữ liệu trùng đi thì nó xuất ra hết. Nhưng mà giả sử mình ở trên này, mình bỏ dữ liệu trùng được không? Nó ra cái gì? Theo các bạn. Nếu như ở trên này nè, mình đưa cái chữ distinct vào đây, theo các bạn nó sẽ ra cái gì? Hả? Nó ra cái gì? Nó ra tất cả. Tại sao? Tại sao nó không loại bỏ dữ liệu trùng? À, trùng ở đây tức là tất cả các dữ liệu ở đây trùng nhau thì mới là trùng. Còn chỉ có cái mã trùng thôi thì chưa phải là trùng. Còn ở dòng dưới, tại sao nó loại bỏ? Tại vì mình chỉ lấy mỗi cái mã dự án thôi, cho nên nó sẽ loại trừ những dữ liệu trùng. Đó là cái phần select. Và chúng ta sử dụng thêm một cái từ khóa nữa là distinct để mình loại trừ những dữ liệu trùng.
Dễ không? Khi nào có mục đích thì sử dụng thôi, chứ giờ hỏi thầy là khi nào sử dụng là thầy bó tay nha. Khi nào có mục đích thì dùng đến. Và mục đích khi nào thì mình đọc cái câu hỏi của người ta, mình sử dụng. Đó là dữ liệu của chúng ta. Dòng lệnh đầu